nên lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận nụ cười tặng em hoa sữa. Anh nhớ em thật nồng nàn như một kẻ người đã mua của yêu. Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty âm thanh Sáng Thanh Huy. Và ngày hôm nay thì bên công ty mình tiếp tục lên một cái cấu hình Line Array IT 4 tấc đơn mẫu mới của năm 2019 nha các bạn. Đây là cái hình thức của nó này. Thì từ đầu năm 2019 thì bên công ty mình bắt đầu áp dụng sử dụng toàn bộ của loa từ neo cho cái dòng loa Line Array này nhá. Bát từ neo 4 tấc từ trắng, côn 76 và chép từ neo IT 790. Và đặc biệt thì bên mình sử dụng cái phân tần riêng dùng cho loa Array IT 4 tấc đơn nha các bạn. Đây là dòng phân tần riêng của cái sản phẩm này cho cái âm thanh rất là hay. Còn thùng loa thì vẫn được cấu tạo cơ bản bằng ván ép nhập khẩu, sơn sần chống trầy và có độ chịu nước rất là cao. Đây, bên trong thùng thì có bông mút tiêu âm rất là dày. Bốn thông anh thùng thì được bắt ốc lục giác nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên cái màng loa bát cho các bạn xem này. Đây, đây là cái bề mặt phía trước của cái loa bát. Thì nó cũng được phủ một lớp keo bóng chống nước, thì giúp các loa của mình khi hoạt động ở ngoài trời thì có gặp sự cố mưa thì nước vô màng loa là cũng hạn chế tối đa sự hư hỏng nha các bạn. Cái dòng Line Array IT 4 tấc đơn này thì bên mình nhập khẩu linh kiện chính hãng của IT và được lắp ráp trong nước nha. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên công ty mình theo cái số hotline trên video này, hoặc có thể ghé trực tiếp địa chỉ công ty 670 Lũy Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm thực tế hơn. Và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube để cập nhật thêm các clip tiếp theo từ bên công ty mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.